Rồi bữa nay tiếp tục thi đấu nhưng mà bánh xèo thì thua rồi, nhưng mà bây giờ mỗi mỗi cái bánh căn trong đó có một cái trứng cút đó, mỗi cái bánh căn có cái trứng cút. Nhưng mà bây giờ coi như là anh em mới thách thức YouTuber có dám làm hay không. 100 cái bánh căn, 100 cái trứng cút nằm ở trong đó, bây giờ ăn không cỡ thời gian. Ở đây bây giờ mình chơi là không cỡ thời gian, nhưng mà mình cái nghĩa là không cỡ thời gian thì không lẽ biết tới tối, nhưng mà dù muốn dù không trước tiếng đồng hồ, nếu xong tiếng thì không được á, tại giờ ăn hết là hết mà, còn thì cũng chịu không nổi. Bây giờ đây Vận Động Viên đây đó, Vận Động Viên bánh xèo mì gói đó. Rồi bây giờ chuẩn bị cho cuộc thi đấu, giờ là coi như là bắt đầu luôn rồi, chờ anh em chuẩn bị rất liền nha, rất là còn hơn tại còn người ta như là này ta hỏi giùm em rồi nhắm đủ được rồi đấy đó. Được không? Rồi chuẩn bị chưa? Xuống là ghé rồi á. Xuống rồi. Mày còn mày bóc tay mày cái gọn này. Nó là mày nóc luôn à. Ông Thánh Đăng á. Rồi, Absin. Bây giờ coi như là mình đã hứa rồi. Có nghĩa là ai yêu cầu gì mình làm nấy. Bữa nay 100 cái bánh căn. Mỗi cái thăm một cái chân cút. Đó. Cho nên cũng như là cái này là 100 cái bánh căn, 100 cái bánh chân cút. Coi như không giới hạn thời gian. Nhưng mà cũng giới hạn là 1 tiếng chứ không có 25 30 cũng vậy. 1 tiếng đồng hồ. À. 5 sĩ. Kèo này cũng không nữa nè. Đó. Rồi, đó là 2-3 người dành. Nhưng mà ta đăng ký trước rồi. Ba tội là dành 15 chiếc cung nè. Rồi, đó. Đúng nha. Đó, đúng nha. Đây là quầy nói vậy hả? Quầy nói là tội. Cứ quầy ra quầy cho. Quầy gì? Đã quầy ra, bắt đầu quầy ra. Sao? Ý nha. Mà em mới còn á. Rồi, nhưng mà không hạn là em qua là chưa tốt rồi. Một tiếng, phải trước tiếng. Không, mà em phải... Thì cái chuyện đó là không có ăn ăn chỉ có ông Huệ, nếu có ông Huệ thì ông Huệ trăm thích ông Huệ, không thích ông Huệ thôi chứ không ông... cái này không phải là YouTuber lò nhưng mà được cái là đó vô ai không về tôi ốp được bánh xèo bánh này còn nữa kìa, mà hồi nãy anh lên, anh lên sâu, anh lên cái cặp nữa là hai người hai khó ngay mà để chưa đợi 40 phút. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Only morning on the way. Wake up, sound again.
trăm cái bánh căn 5 tỷ nữa. Trăm cái bánh căn, trăm cái túi thuốc luôn. Hết. Lá dìm kia dẻo bánh căn nó đi. Mẹ không hết thì cũng không 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 Quốc nó nói là mua sẵn mấy căn mà ông nói là không mấy rồi. Không chọn ăn này nữa, sao mình bắt đầu tôi đi Sài Gòn về là bắt đầu chọn lặng. Chọn lặng ăn trứng 50 chày mới đẻ ra. 50 trứng ăn dưới nước. Chúng ta đã ăn dù rồi. Đậu mình to chứ không cần tăng ký vô chút lắm. Ngồi ăn, bắt đầu tôi quay bốn người đàng hoàng. Chứ không phải như định gì là ấp kín người. Đây là bốn người ngồi như ngồi bàn vậy á. Đang còn ống đắt leo.
Something that everyone is craving.
thì tao muốn nói ngoài ra chú sống rồi đó. Nếu mà không chạy ra bếp vô đi mà nói chuyện nhưng mà bé mày cuốn của mày mày á là đánh chuyện rồi rồi ra chú sống mày giật ngàn á mày cuốn là mày tắm bấm á là chơi của mày quê á đó, tao lên lớp rồi tao có mày quê á. Nếu con nước bánh xèo mai còn thế á, nếu bánh xèo ta bén á, ngày ta á. Mày nói phải không, trầm cái á, bánh xèo nếu bánh xèo chừng. Mày lấy cái cuốn á. Ừ. Mày cuốn gì bố cây mày á, bánh xèo cuốn gì cắt. Còn bánh xèo cắt, rồi là cuốn. Cầm này dính tì rồi để lỡ. Đang đây nè, đang sống cái
một cái cái cây trứng cút dạ được trứng đấy nhả nó còn cây cây đúng không để ăn trăm cái nè lại cho kiều trang tiếng mà nhả này phải được mất có 17 phút rồi mười bảy phút rồi nghe cái tiếng đàn em của số này mà
Nếu ăn thì hết thì lại mang bớt cái nha. Nếu 70 phút là, nếu 70 phút á, tại vì bốn que nó thua vô bánh xèo. Nếu 70 phút là chưa đâu, hầm mấy phút rồi. Không biết tại anh đang. Đúng rồi, phút rồi. Trước 70 phút rồi. Cái đồng nữ liệt 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 liệ
nếu về chục phút á là mang mình tua á. Được. Sáu cái nữa mẹ cái gì đâu. Đủ sáu cái là nó ngán nghe. Nghe. Để ăn cái để không biết không? Đúng rồi, đúng rồi, vậy hỏi luôn chủ ấy chứ. Đúng rồi, để không để làm cái. Thấy không? Hỏi đi, hỏi mình dứt luôn cho có ăn một. Đi, có ăn luôn. Thấy ăn mà cũng sợ thua không, ông hấp xuống. Cặp rồi mở rồi, còn 9-8 cái rồi. Không cái ăn nào mà trời cấu vậy? Mùi hấp nào mà trời cấu hả? Tại rồi gấp rớt xuống, ông mùi nó lẽ lên. Nhưng mà thấy, cầm cái thôi nữa thè nó hai cái thôi chứ không tao cầm cái quá rồi tôi bị cọc bò ở đâu là mấy chục là cái lỗ của Hàn Quốc từ đâu rồi ông về nhẹ khách hơn rồi à nó cũng bị cọc cái luôn cầm cái gì Hàn Quốc sống mày cũng nói trả tâm vậy bây giờ năm sĩ nó lấy rồi mà tiền này chắc tiền còn hai tiền mét tiền gì mấy mấy gì cỡ cá lên sao? Cố lên con, cố lên mấy chục phút vậy? Nó phải chọc mấy phút rồi. Nha, giờ nó chồng giờ là một cái, một trăm, hai bộ cái nữa thì chứ cái trăm được bốn một suốt hả? Không có một thuốc giảm đau á. Cái trăm Nếu mà thì cũng que, nếu mà cũng que mà cái chiều ấy cái thùng không á, cái bột á, giờ lại cái thùng á. Cái hôn vào cái cầu rồi ra cầu nhưng mà em nó nghĩ chậm lại cái qua cái bị khổ quá là nghĩ cái bọn cấu này em thấy một đeo tới giờ đây rất lương tới giờ đây rất lương là nhưng mà từ từ nhớ còn giờ mẹ anh dài lắm á. Đang coi cũng quen em hết chiều. Thằng Giang đang thử quẹt. Cũng như là cái này á, là ai cũng nói 70-80 hết. Nhưng mà 100 cái mình tra thời gian là 1 tiếng. Còn ai đăng ký thì đúng nửa tiếng. Nửa tiếng 100 cái. Rồi thử quẹt thôi. Còn Hàn Quốc hay là Philippines thì cũng muốn chơi 100 cái nữa, 30 phút. Rồi đó, 30 phút 100 cái. Này uống nước thì còn uống nữa nào. Ai đăng ký thì ngán vô phải lệ na đâu. Nào, 100 cái cũng nào. Na nhưng mà ta biết chứ là uống là uống rồi nó phải ớn rồi khổ đâu. Tính nhiều, tầm tính luôn. Đánh trứng nữa không? Từ từ. Ủa trời quá trời. Ủa cái trứng đi. Tại bánh cha nghe trứng mà phải gì? Đúng. Má vô phé được cả. Đây mà phải ta ăn thua thì nó nói tôi nói. Tôi nói vợ quý lắm. Đầy rồi. Hả? Cha ra đây chứ. Ủa không có mảnh vô. Ủa không có đâu. Ăn xong á. À, cái này 3 phút mới vừa chừng. Anh nào ơi anh không hai thì phút rồi anh nào đăng ký anh không nghe phải hút hết tô mắm chứ một con mỏ đâu à phải nghe à trăm dầu luôn à có vẻ lên mà không à tranh thủ ơi chị lên chút xíu cũng chưa đang sắp sửa ra về việc hả tồi rớt đầu cá đi hả rồi đây an tâm cắm chèo luôn mấy sao không hả lo dễ dạ, 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 từ ấy giờ cũng đang dèo dượt nè. Xong chưa? Đồ thằng nói. Dạ xong mà. Dạ. 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 Dạ